Và lần đầu tiên cho các bạn tổ chức và những đồng chí thì xin được gửi tới tất cả các cụ, các mẹ của đời thầy quý vị khách quý. Chúng ta đã đủ chút thời gian tư báo của đồng mình đến đây chung vui chiêm nghiệm trong dịp kỳ phát tài hôm nay. Để chúc chung vui cùng chiêm nghiệm cho các bạn tổ chức trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng với biết bởi thức xây tràng và đặc biệt đến với trung tâm của gia đình, và chúng tôi sẽ chuyển đến trực tiếp từng bước nghĩa chỗ đỏ và em đi những trận phát thanh thân đầu tiên của tân thể quý vị để cùng chúc mừng. Ở dưới đây là chỉ có chồng tất cả quý vị, cho các ban tổ chức trân trọng kính mời toàn thể quý vị khách quý, chúng ta sẽ cùng nhau xoát lên tuổi nước trà đầu tiên để cùng chúc cho bốn họ và hay bên gia đình chính thức sẽ lên tỉnh tham gia vận động sẽ thành một trạng thái để chúng ta cùng chúc mừng. Thưa quý vị thân mến, và những chầu thì nên nghĩa nên duyên và những chầu chi tiết để cho tiếp thu về làm sâu bên thầy nhà chồng hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh làm chồng. Quý vị, để số khách thanh đi lấy cười chầu, chứ là với ba mẹ, chứ là với tất cả các cụ, các ông, các bà. Em thì còn son, anh cũng còn son, hãy ta ước nguyện và làm con một nhà. Anh phải thưa với mẹ cha, thưa với ông bà, ban lễ chầu cau. Giờ đây ta đã có nhau, chầu lông, cau phượng, thắm màu, thủy chung. Trải qua bí mật lộn, mổ khoan nở, nam cùng thu, chia lên vợ thành chồng. Phải chăng cất sở tơ hồng, chia xe thành sợ, chia lồng thành đôi. Tại vì mỗi đứa một nơi, cho nên chiếu gối lạnh lòn khô phòng. Bố ơi thì thương lấy bí cùng, vì rằng khất sống như chung một dàn. Đã thương thì thương thật là lâu, thương nhau kiếp trước, kiếp sau vẫn còn. Em như dòng suối luôn quanh, anh như con nước trong lành chảy qua. Thế cho lại tới mùa hoa, anh về sẽ là dâu, hai ta xây đắp nhịp cầu sắc son. Với tình cảm của những người thọ xuân thì đã buộc những người đang thực hiện cho ekip của năm 2020, tất cả tâm lòng với những người đang thực hiện cho ekip BD đến từ trung tâm tổ chức sự kiện ở Thọ Xuân chúng tôi hôm nay, được gửi tới tất cả các cụ, các mẹ qua giai điệu lý. Những người đang thực hiện cho ekip của năm 2020, tất cả tâm lòng với những người đang thực hiện cho ekip BD đến từ trung tâm tổ chức sự kiện ở Thọ Xuân chúng tôi hôm nay, được gửi tới tất cả các cụ, các mẹ qua giai điệu lý. Người đang thực hiện cho ekip của năm 2020, tất cả tâm lòng với những người đang thực hiện cho ekip BD đến từ trung tâm tổ chức sự kiện ở Thọ Xuân chúng tôi hôm nay, được gửi tới tất cả các cụ, các mẹ qua giai điệu lý. Hãy cho lời cảm ơn trân trọng kính mời quý vị cùng đón nghe và cùng thưởng thức.
xin thường lại một tráng tay là đồng nghiệp của toàn thể quý vị để cùng chúc mừng. Quý vị thân mến, và miếng chầu tình trong trắng ngoài xanh đẹp xuyên. Thưa thiên chuyên cho bốn họ vào ngay bên gia đình, bạn tình cảm của thầy nhà trai sẽ ít nhất có được lời thư gửi, lời phát biểu, lời giới thiệu và lời tấn xanh được để hai bên tìm về sân hôn và tìm bước vào từng bước nghi lễ trân trọng kính mời ông chú đại diện của bên gia nhà trai sẽ có lời phát biểu với toàn thể quý vị khách quý chúng ta trân trọng kính mời chú. Kính thưa các cụ ông cụ bà, cô dì chú bác, quan viên bốn họ, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, như hai bên gia đình đã thống nhất, hôm nay phái đoàn nhà trai chúng tôi có lễ vật đến gia đình nhà gái để tiến hành các cái thủ tục ăn hỏi xin cưới nạp tài. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt đoàn nhà trai xin gửi tới các cụ ông cụ bà, cô dì, chú bác, cùng toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa với các cụ ông cụ bà, phái đoàn nhà trai chúng tôi hôm nay đi rất đầy đủ, anh em họ tục nội ngoại và bạn bè thân hữu của gia đình bà Giàng và cháu Nam. Nhưng để bước giới thiệu, tôi xin phép được giới thiệu những thành phần chủ chốt trong đoàn nhà trai hôm nay để cho tiện trong cái việc giao tiếp. Người đầu tiên tôi xin phép được giới thiệu, đây là bà Giàng, người thân sinh ra chú rể Bùi Gia Nam. Người thứ hai là ông Ân, là cậu ruột của chú rể. Và người thứ ba là anh Dũng, là anh trai nhà bác của chú rể. Và tôi là Lương, chú họ của cháu Nam. Và một thành viên không thể thiếu được trong buổi vui ngày hôm nay, đó là chú rể Bùi Gia Nam đã đến với họ nhà gái chúng ta. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của gia đình nhà gái và chúc cho buổi lễ ăn hỏi xin cưới nạp tài của hai cháu thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Đúng phong tục ở Thanh Hóa, chúng ta sẽ nói chung, đặc biệt ở Thọ Xuân xin được nói riêng. Thì ngày hôm nay gia đình nhà trai đã có nhã ý có bác kiên trầu bước nghị kiến của gia đình nhà trai được phát biểu lời vân danh và lời giới thiệu, cũng xin đại diện cho bên phía gia đình nhà gái ông bác sẽ quyền lời phát biểu lời giới thiệu các thành viên đại diện của gia đình nhà gái chúng tôi xin có lời chào gia đình nhà trai và xin được trân trọng đón tiếp gia đình nhà trai. Và để tiện cho việc hai bên gia đình được trao đổi trong buổi và lễ đại sự ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu đến thời điểm này đại diện cho nội ngoại gia đình nhà gái đã có mặt đông đủ trực tiếp diện kiến gia đình nhà trai, tôi xin trân trọng giới thiệu có vợ chồng nhà ông Toán và bà Hương là thân sinh ra cháu Phu, và tôi là bác của cháu Phu. Còn ông bên cạnh đây là ông trưởng chi họ gia đình nhà tôi, và tiếp theo là ông ngoại của cháu Phu, và còn lại các chú, các bác, các anh, các chị có mặt đông đủ sang tiếp kiến về phía bên trong. Vâng, trong ngày vui ngày hôm nay, năm cũ 2020 cũng sắp là kết thúc, chuẩn bị đón năm mới 2021. Nhân ngày vui hôm nay có mặt đông đủ, gặp gỡ được rất nhiều. 21 xin chúc tất cả mọi gia đình an khang và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Và xin được cảm ơn với lời phát biểu vừa qua của bác đại diện gia đình nhà gái vừa qua. Thưa quý vị thân mến, một lời cảm ơn và sự đón tiếp nồng nhiệt vừa qua đã được diễn ra hết sức long trọng của gia đình nhà trai và gia đình nhà gái. Với một tình cảm của gia đình nhà gái đã nhà trai đã nhà gì thì nhà gái gia đình nhà gái hoàn toàn đã chấp nhận theo ý kiến của gia đình nhà trai. Và với một mối tình thông gia để cùng chúc cho với tình cảm của dòng họ Bùi và dòng họ Dê sẽ nên tình thông gia mần nồng, thì cũng thưa quý vị bên gia đình nhà trai thân phụ mẫu là bà Bùi Thị Giàng ở Ba Si, Kim Thọ, Độc Lạc là chủ hôn của gia đình họ nhà trai.
và cũng như song thân phù mẫu của Bến Đình Hoa Nhà Gái, thân sinh ra Tân Cô Dâu Lê Thu với ông bà Lê Văn Toán và bà Lê Thị Hường ở thôn Phúc Thượng, Nam Giang, Thọ Xuân là chủ thôn của gia đình Hoa Nhà Gái và mối tình của gia đình dòng họ Bùi và dòng họ Lê. Quý vị, chúng ta được tiếp đó là sẽ dành một tràng pháo tay nữa từ đồng tiền để chúng ta sẽ cùng chúc mừng. Thưa quý vị thân mến, và cổ xưa các cụ vẫn có câu nói rằng trăm suối sẽ đổ về nghìn sông và nghìn sông sẽ đổ về nơi biển cả. Chàng không yêu tiếp thì chẳng đến chi đây. Biết vì hãy đáp và ta quyết yêu nhau sẽ đắp mật đầu. Từ nay ta sẽ về chung một nhà. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh sáng cực kỳ đẹp, đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Và thưa quý vị thân mến, với từng bước nghi lễ được diễn ra long trọng ngày hôm nay và gia đình để cùng chúc mừng với tình cảm của quý vị liên tục nổ lên những tràng pháo tay từ đầu tiên để ta sẽ cùng chúc mừng. Và bước nghi lễ đầu tiên của từng nhà trai sẽ được chính thức đại diện cho hai mẹ, đại diện cho hai vị gia đình sẽ được gửi gắm. Cây trầu đầu tiên là cây trầu xin được bắt hỏi từ bên phía thầy nhà trai cùng với trai trầu quý để chính thức mối tình thôn gia mà quý vị sẽ được cùng chứng kiến. Đây cũng là một bước ngoặt mới trong một cuộc tình viên mãn hạnh phúc trọn đời. Và ngày hôm nay thì tại tân gia của gia đình nhà gái với niềm vui hoan để cùng chúc cho những gì tốt đẹp đến với Sang Nam và Lê Thu. Quý vị cùng chứng kiến cây trầu đầu tiên, cây trầu xin được ăn hỏi. Xin một tràng pháo tay của toàn thể quý vị để cùng chúc mừng. Và cây trầu xin cưới đồng hành hôn lễ cưới sở cưới của đôi đường sẽ được hai mẹ tiếp tục sẽ đại diện hai bên mình sẽ được đến trao gửi khi được trân trọng kính mời.
giờ cưới của đôi nương. Vâng, kính thưa các cô ông cụ bà, toàn thể quý vị khách quý, như lời giới thiệu của ban tổ chức, tôi xin phép được thưa chuyện và nói ngày giờ cưới của hai cháu. Thì hai bên gia đình đã thống nhất về ngày tổ chức cưới cho các cháu tại gia đình nhà trai vào lúc đón dâu từ gia đình nhà gái đến nhà trai vào lúc 10 giờ kém 5 để tiến hành vào tổ chức hôn lễ tại nhà trai. Cũng thưa với các ông các bà rằng với cái điều kiện đó, ông cụ bà cùng toàn thể cô dì chú bác nhà gái đưa cháu Thu về nhà trai để cùng chung vui. Để trước khi đến ngày hôn lễ đó thì trong ngày hôm nay có một cái sự kiện được xin phép, xin trân trọng kính mời phái đoàn nhà gái ở lại dự bữa cơm liên hoan chúc phúc cho hai cháu nên vợ thầy chồng về một mái ấm. Thì xin được trân trọng có lời với các cô ông cụ bà như thế và xin được nhường lời lại cho MC. Cảm ơn rất nhiều với tình cảm vừa qua của chú đã được ban báo tin vui hôn lễ cưới giờ cưới mà hai bên đã. Chúng tôi xin một lần nữa xin được thông báo lại tất cả quý vị, vào hồi 9 giờ thì tại tư gia của gia đình nhà gái là lễ phu quy, thì vào hồi 10 giờ thứ năm ngày mùng 10 tháng 10 năm 12 năm 2020, tức là ngày 26 tháng 10 năm Canh Tý tại gia đình nhà trai. Rất hân hạnh được đón tiếp tất cả quý vị khách quý, chúng ta cùng trở về với trung tâm sân khấu của gia đình nhà trai để cùng chứng kiến trong chương trình lễ thành hôn cũng như chúc cho đời nương mãi mãi niềm truyền chào vợ. Xin được trân trọng kính mời và trân trọng kính mời. Và cũng đó là một lời vừa qua và thay cho lời bên gia đình nhà trai được truyền tải tới toàn thể quý vị, chúng ta cùng chúc mừng với ý kiến của gia đình nhà trai. Xin một tràng pháo tay nữa của toàn thể quý vị để cùng chúc mừng.
về chung vui với gia đình chúng tôi. Tôi thay mặt cho hai bên gia đình, họ trai họ gái, xin có lời trân trọng cảm ơn các bác anh các chị đã về dự chung vui với gia đình. Gia đình họ gái xin mời các ông các bà, các bác anh các chị, hai họ bốn dưới là dùng bữa cơm thân mật. Gửi gắm những lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý vị. Một lời cảm ơn rất là nồng nhiệt. Cũng như đến đây quý vị đã cùng dành cái thời gian quý báu và của mình đến đây chung vui chứng kiến trong chương trình lễ đồng tài. Và đặc biệt sau chương trình lễ đồng tài thì gia đình nhà trai đã có nhã ý theo đúng phong cách mới là cưới duyên, xin được đón Lê Thu về cùng với gia đình nhà trai tại trung tâm của gia đình nhà trai để cùng có một cái số bước nghi lễ để gia đình nhà trai làm một cái thủ tục cho hai con hai cháu cũng như để chính thức để chúng ta tiến hành vào hôn lễ cưới vào ngày 26 tháng 10 năm Canh Tí, tức là trung tâm của gia đình nhà gái lúc đây vô cùng nồng nhiệt được gửi tới quý vị một lần nữa một lời kính chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng, một lời cảm ơn và chúc cho tất cả quý vị chúng ta đã đến đây chung vui chứng kiến trong chương trình lễ đồng tài thành công viên mãn. Chúc quý vị chúng ta luôn luôn mạnh khỏe, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chào chúng tôi xin được kết lại chương trình tại đây.